Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cây rau mơ. Cây rau mơ thuộc dạng thân leo, dễ phát triển. Cây có lá hình trứng, mọc đối, một đầu nhọn, màu tím nhạt ở mặt dưới và màu xanh ở mặt trên. Ở giữa có lá đường gân nổi rõ, được bao phủ bằng một lớp lông mịn ở trên. Phía dưới lá có cuốn mảnh. Qua cây lá rau mơ mọc thành chùm ở nách lá hoặc trên ngọn, hình loa kèn, hoa có 6 cánh màu trắng, ở giữa màu tím nhạt, quả hơi tròn dẹt, được bao phủ bằng một lớp vỏ mỏng màu vàng. Bên trong quả chứa hai nhân dẹt, có cánh màu nâu đen. Toàn thân cây khi giò nát sẽ bốc mùi thối khó chịu. Cây có khả năng sinh trưởng mạnh và rất dễ phát triển. Hiện tại ở Việt Nam có khoảng 5 loại cây rau mơ khác nhau, trong đó cây mơ lông được sử dụng phổ biến nhất. Phân bố, cây rau mơ được tìm thấy ở nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên nhiều nhất là ở các vùng Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam. Ở nước ta, cây có mặt ở khắp nơi, nó được trồng làm hàng rào và lấy lá làm thực phẩm, dược liệu. Ngoài ra, cây còn phát triển ở các bụi rậm bờ dương. Bộ phận dùng, lá mơ là một bộ phận được sử dụng nhiều nhất. Đôi khi thân và rễ cũng được dùng trong một số bài thuốc chữa bệnh. Thu hái và sơ chế, lá mơ được thu hái. Bất kỳ thời điểm nào trong năm, lá đem về sẽ được đem sử dụng ngay ở dạng tươi hoặc phơi khô với số lượng lớn để dùng dần. Phần thân rễ cũng được đem cắt ngắn, dùng tươi hoặc phơi khô. Về bảo quản, dược liệu phơi khô cần được cất trong bao ni lông hoặc hũ có nắp đậy kín và để nơi thoáng mát. Lá mơ khô rất dễ bị mốc, nên tránh để nơi ẩm ướt. Tính vị, lá mơ lông có tính bình, mát, vị ngọt, hơi đắng. Tác dụng dược lý và chủ trị, nghiên cứu hiện đại cho thấy hoạt chất có trong lá mơ có tác dụng tương tự như kháng sinh. Nó giúp kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó, thành phần Bearderin Alkaloid cũng thể hiện hoạt tính sinh lý cao đối với hệ thần kinh của con người. Theo y học cổ truyền, lá mơ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong lệ thấp, kích thích tiêu hóa, kháng viêm, giảm đau hoạt huyết, tiêu sưng, giảm ho, chủ trị các chứng như tiêu chảy, ăn không tiêu, đau nhức xương khớp, trị phong thấp, kiết lỵ, lỵ amip, suy dinh dưỡng, tiêu hóa kém ở trẻ em, trị ho gà, chấn thương nhiễm trùng ngoài da, trị viêm tay giữa và một số căn bệnh khác. Trị chứng sôi bụng ăn khó tiêu, do tỳ vị suy yếu ăn vào thường hay sôi bụng ùng ục, khó tiêu hóa, dùng một nắm rau mơ tươi, rửa sạch ăn kèm vào bữa cơm hoặc giã nát, vắt lấy nước cốt uống, dùng liền trong vài ba ngày sẽ có hiệu quả. Chữa chứng kiết lỵ, đi tiêu phân có máu và chất nhầy như nước mũi, đôi khi sốt nhẹ, dùng một nắm rau mơ tươi thái nhỏ trộn với một quả trứng gà, bọc lá chuối nướng cho chín đều. Có thể dùng chảo khô, không dùng dầu mỡ. Đảo chín ăn, ăn ngày 3 lần, liền trong vài 3 ngày sẽ khỏi. Chữa phong tê thấp, đau nhức xương khớp, luôn có cảm giác nặng nề, bứt rứt. Dùng đồng thời hai cách, trong uống ngoài đắp. Uống cả lá và dây tươi cắt nhỏ, mỗi đoạn chừng 1-2cm. Sao vàng mỗi lần dùng 50g, sắc với 200ml. Còn 100ml chia đều uống 3 lần trong ngày, liên tục 10-15 ngày. Cách dùng xoa bóp, cả lá và thân mơ tươi thái nhỏ phơi khô sao vàng, ngâm trong rượu trên 40 độ, lắc đều mỗi ngày xoa vào các vùng đau nhất. Tác dụng trị dùng đũa, lấy 30-50g lá mơ tươi, rửa sạch, giã thật nát, vắt lấy nước cốt, thêm vào chút muối để uống. Hoặc ăn sống, ăn liền trong 3 buổi sáng.
lúc bụng đang đói dùng sữa ra hết. Trị tiêu chảy do nóng, khi bị tiêu chảy do nhiệt với các biểu hiện phân khẩm, nước tiểu vàng, bụng quặn đau, đầy hơi, khát nước. Hậu môn nóng rát, dùng 16g lá mơ, 8g nụ xiêm sắc giới 500ml nước, lấy 200ml uống trong ngày, mỗi lần 100ml. Tác dụng chữa đau dạ dày, lấy 20-30g lá mơ rửa sạch, giã nát lấy nước uống mỗi ngày một lần, kiên trì dùng sẽ có hiệu quả. Tác dụng chữa chứng bí tiểu tiện, nếu mắc bệnh sỏi thận dẫn đến bí tiểu tiện, lấy lá mơ sắc uống ngày 2-3 lần. Trị co giật, nghiền nát khoảng 15-60g lá mơ tươi, thêm một bát nước ấm và một tí muối, khuấy đều và vắt lọc để lấy nước và uống trước bữa tối. Tác dụng làm lành vết thương, một nắm lá mơ lông xài thật mịn và đắp vào vết thương. Tác dụng chữa thấp khớp, bí tiểu, lấy khoảng 15-60g lá tươi, đun sôi trong nước, gạn bỏ xác lá và uống nước, ngày uống một lần. Tác dụng chữa cảm lạnh, hấp chín khoảng 25 lá mơ lông, ăn hoặc ăn sống. Tác dụng chấm viêm lét, nghiền nát một nắm lá mơ lông và vắt lấy một chén nước, chia 2-3 lần uống trong ngày. Tác dụng trị ho gà, lá mơ 150g, bách bộ, cỏ mần trầu, rễ chanh, cỏ nhỏ nồi, rào má, mỗi vị 250g, cam thảo dây 150g, trần bì 100g, gừng 50g, đường kính vừa đủ, cho vào 6 lít nước, trộn lẫn rồi đun sôi còn 1 lít, chia ra ngày uống 2-3 lần. Tác dụng trị mụn ghẻ, lấy lá mơ lông rửa sạch, đập dập nát, vắt lấy nước, chấm vào các nốt ghẻ. Tác dụng chữa nấm da, chàm, eczema, rời leo, lấy toàn cây mơ lông một nắm tay rửa sạch, nghiền mịn, bôi vào chỗ ngứa. Tác dụng giảm đau trong các trường hợp đau bụng, sình bụng, đầy hơi, bí tiểu, lấy 15-60g lá tươi đun sôi trong khoảng 3 bát nước, gạn lọc, sau đó cho thêm vào dung dịch một cốc nước trái cây, uống hỗn hợp này mỗi ngày một lần, có tác dụng giảm đau, nhuận tràng, lợi tiểu, giúp thanh lọc cơ thể và kích thích sự ngon miệng thèm ăn. Ngoài những tác dụng kể trên, nếu là người miền Tây, một trong những món ăn được nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là bánh lá rau mơ rừng. Món bánh lạ này được làm từ bột gạo xay nhuyễn hòa cùng nước lá rau mơ rừng có hương thơm đặc trưng. Khi hấp chín có màu xanh sẫm, mềm mềm dẻo dẻo, ăn cùng nước cốt dừa. Món bánh này rất ngon. Trên đây là thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.